Bữa nay gió hiu hiu thích ghê á các bạn ơi. Ngon quá ha, y xà ha. Làm vườn xong rồi các bạn ơi, giờ vô ăn trưa. Hôm qua mình nấu cái bung cua này nè, mình ăn á các bạn. Các bạn thấy lúc đó mình bỏ rất là ít rau ha. Tại vì mình chỉ bỏ vừa cho cái buổi hôm qua thôi, còn bao nhiêu bung cua cái mình cất đây. Cất bỏ tủ lạnh. Mình bỏ tủ lạnh đó các bạn, ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon. Nếu muốn hâm nóng cho nó mềm lại một chút cũng được, còn không để vậy ăn cũng được, cũng ngon lắm các bạn. Mà hôm nay mình muốn thêm rau vô các bạn. Mình chế biến nha các bạn nha. Bữa nay đó các bạn, mình muốn thêm một ít cái hạt bắp vô với lại cái hạt đậu này vô. Bữa nay mình chế biến dữ lắm các bạn. Rồi sẵn á, hôm bữa mình ăn á, cái gà còn dư á các bạn, mình rim một chút xì dầu rồi ngon lắm, giống như chà bông vậy đó, mình lấy ra mình ăn luôn. Rồi hôm bữa nấu xôi mặn á, dư lạp xưởng quá mình cũng để dành, bữa nay mình bỏ vô mình ăn luôn các bạn. Món Tây mà mình chế theo kiểu châu Á mình. Mình cho vô đây một chút xíu nước để mình luộc cái đậu với cái bắp các bạn. Cái này là mình lấy từ tủ đá ra là mình làm liền nha các bạn, không có xả đá đâu. Giờ mình đậy một chút, mình đậy chút cho cái này nó chín đã. Cái này rất là mau chín các bạn ơi. Mình cho chút xíu nước á, cái mình giống như mình hấp như vậy đó. Nửa luộc nửa hấp vậy đó. Đó, chín rồi đó, gần ráo hết nước rồi. Mình cho cái này vô. Cho vừa đủ ăn đi. Bữa trưa nay ăn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Rồi cái gà này nè các bạn. Nhiều khi á, mình làm gà luộc đó các bạn, mình ăn gà luộc không hết cái dư ra, cái mình hay làm vậy nè. Cái mình xào một chút hành tỏi xì dầu, cái mình để, mình cất lại, mình để trong tủ đá đó, giống như là chà bông vậy đó. Mình để vậy mình ăn. Khi nào cần ăn cái gì mà có một chút thịt thì mình ăn cái đó. Đây cho chút lạp xưởng nếu thích. Mình ăn như xôi mặn ha các bạn ha. Rồi mình hâm nóng chút đi. Cái này nè còn dư cứ bỏ tủ lạnh để dành các bạn ơi. Để được 1-2 ngày rồi mình ăn cũng được mà. Này sáng mai mình còn bữa ăn sáng nè. Bữa nay ăn như xôi mặn vậy đó các bạn. Thành ra mình thêm chút xì dầu vô. Với một chút dầu tỏi phi đó các bạn. Nè, dầu tỏi phi mình cho chút vô cho nó thơm, nó ăn như xôi mặn vậy.
Đó, chút xíu thôi nó nóng rồi là mình tắt nè các bạn nè. Xắt ít rau vô luôn. Bạn cho ngò, cho rau gì cũng được hết á. Cái này thì mình xài cái rau petersilie á. Này mà có hành lá là ngon lắm. Ngay nhà mình không có hành lá này. Tiêu. Vậy là mình có một bữa ăn trưa như vậy đây các bạn nè. Mình sáng nay mới làm vườn xong đó các bạn. Định là tranh thủ làm cho nhanh. Mà rốt cuộc cũng mất mấy tiếng đó các bạn. Cái này mình mới làm lại cái bulgur đó. Hôm qua mình nấu là mình nấu với dưa leo, với cà chua, với rau petersili. Mình nấu mà mình bỏ dưa leo cà chua vừa đủ ăn ngày hôm qua thôi các bạn. Cái phần bulgur còn lại á, thì bữa nay mình chế biến thêm đó. Hồi nãy mình có quay cho các bạn xem đó. Thì bữa nay ăn ra cái vị châu Á một chút, mình cho lạp xưởng với lại gà, gà làm chà bông á, bỏ vô thêm. Giống như mà ăn xôi mặn vậy. Sáng nay làm vườn mà không có tâm sự gì các bạn nhiều. Tự gì lo làm cho nó xong. Sao mà đứng đó nhìn vậy? Đến đây. Đến đây các. Đến đây. Isa đó đòi chơi các bạn. Cái vườn này đó các bạn, mình hay ngồi ngoài vườn ăn lắm. Mà năm nay toàn ngồi, các bạn hay thấy mình ngồi trong cái hiên trong kia nhiều hơn á. Là tự vì năm nay mưa nhiều với lạnh, lạnh hơn. Chỉ có tuần này là mình hay ra vườn mình ngồi ăn nè. Tuần này bữa nay ngồi lần này chắc cũng được 2-3 lần rồi đó. Chứ từ đầu hè tới giờ chưa ngồi đó các bạn. Mà ngồi ngoài vườn ăn á là hobby của mình đó các bạn. Ôi, xin phép mình ăn trưa đây các bạn ơi. Các bạn thấy mình ngồi cái góc này ha, phía sau thì không đẹp. Nhưng mà mình thích ngồi cái góc này lắm. Là tự vì trước mặt mình là hoa không à các bạn. Các bạn ngắm hoa không? Ngắm với mình nha. Đây các bạn. Mình ngồi cái góc này á là mình ngắm được hết nè các bạn nè. Sáng nay mình làm lại được cái vườn mình mừng quá trời. Coi nè, nhảy lên nè. Đó. Mấy tuần nay không có làm vườn các bạn. Mưa quá. Cái mình cứ để đại.
Mình thấy mấy cái dây leo đằng kia nó nhiều rồi. Nhưng mà kỹ thôi cũng còn được. Trời ơi, không ngờ sáng nay mình làm quá trời làm luôn bác các bạn. Quá trời dây leo luôn. Mấy cái dây đó, người ta hay kêu là gì, dậu đổ bìm bịp leo á. Mình không biết cái dây đó có phải kêu là dây bìm bịp không nữa. Mà nó nhiều dữ lắm. Nãy mới cho ăn rồi mà sao lên đòi nữa. Sao còn lên đây đòi nữa. Con chào ông bà cô chú chưa? Không có được đưa cái miệng vô mặt. Đi xa chào đi. Con chào ông bà cô chú. Các anh các chị nữa. Chán rồi. Gặm cái banh ra rủ má chơi mà má mắc ăn má mới chơi được. Sorry nha, tí xíu nữa đi. Sáng giờ chơi mấy chập rồi. Và bây giờ mình xin được kết thúc video ở đây nha các bạn nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mến chúc các bạn luôn luôn được an vui trong cuộc sống và được nhiều sức khỏe nha. Con chào ông. Con chào. Thank you.